Các trường hợp xe thay đổi kiểu dáng, một số chi tiết trên thân vỏ sẽ được thực hiện đăng kiểm. Giải pháp gỡ khó và đơn giản hóa thủ tục trong việc đăng kiểm xe. Đầu tư này nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cái bác tài mà đi dòng xe cũ để có cơ hội để mà đầu tiên là có thể là thay thế những đèn chiếu sáng cho phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn quy định hiện hành. Mỡ và nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được kiểm dịch, chủ kho hàng đã thừa nhận dùng để bán ra thị trường làm thực phẩm. Hai em bé ở Thanh Hóa nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê phải thở máy sau khi ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc mua gần nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Bình trong quá trình tổ chức mua sắm trang thiết bị cho các trường vào năm 2019 và 2020 đã có những sai phạm như là cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục tổ chức điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ba thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn trên sông Cửa Lớn, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vào sáng nay. Các nạn nhân là người địa phương, trong đó có nạn nhân mới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, người dân địa phương thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến sông Cửa Lớn để lặn mò phế liệu. Sau đó người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cả ba người sau đó đều mất tích. Hiện Công an huyện Ngọc Hiển đang tiến hành xác minh thông tin liên quan, xác định vị trí vụ nổ trên sông Cửa Lớn khiến cho ba thợ lặn mất tích. Tại Lai Châu, mưa đá xuất hiện vào sáng sớm nay đã gây thiệt hại một số hoa màu. Mưa đá xuất hiện cục bộ ở trung tâm xã Thu Lũng, huyện Mường Tè khoảng 15 phút. Hạt mưa đá kích cỡ bằng đầu ngón tay. Theo thống kê ban đầu, mưa đá gây thiệt hại khoảng 1,5 hectare hoa màu, không gây thiệt hại về người và các công trình dân dụng. Một vụ cháy đã xảy ra đêm qua tại xưởng gỗ công nghiệp ở thôn Giang Ngãi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã báo cho lực lượng chức năng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với phương tiện chuyên dụng đã đến hiện trường để dập lửa và di rời tài sản ra khỏi đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đến sáng nay, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục do vẫn còn lửa âm ỉ bên trong các tấm ván gỗ công nghiệp. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông trên quốc lộ 60 trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang kiến nghị hạn chế xe tải từ 30 trở lên qua cầu Rạch Miễu. Khung giờ hạn chế dự kiến từ 15 giờ đến 20 giờ hàng ngày, từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2. Hướng hạn chế lưu thông theo cả hai hướng Tiền Giang đi Bến Tre và ngược lại. Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang, Bến Tre bố trí lực lượng chức năng để hướng dẫn phân luồng lắp đặt hệ thống biển báo tổ chức giao thông từ xa tại các đầu mối giao thông khu vực trong thời gian phân luồng. Ghi nhận vào những ngày cao điểm trong tháng 1, lượng xe qua cầu lên đến 26.000 lượt. Trạm thu phí phải nhiều lần xả trạm để hạn chế ùn tắc. Cầu Rạch Miễu dài hơn 8,3 km. Những năm gần đây thì lượng xe trên quốc lộ 60 tăng cao, khiến cho cầu thường xuyên ùn tắc. Thưa quý vị, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục phát hiện một vụ chế tạo pháo nổ trái phép do 3 em học sinh thực hiện. Ba em học sinh này đều có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Theo cơ quan công an, các em đã lên mạng để học cách chế tạo pháo, sau đó vào các sàn thương mại điện tử đặt mua các chất hóa học để làm theo. Khám xét nơi ở của ba em học sinh, công an đã thu giữ 2,5 kg hóa chất và hơn 30 quả pháo nổ tự chế. Thời gian qua, cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương vong do chế tạo, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép. Cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình cần quản lý con em mình để phòng ngừa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Một xe ô tô chạy ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Sự việc được camera ghi tại trạm thu phí ngày 15 tháng 1. Cảnh sát giao thông đã xác định được lái xe và đã mời người này để lập biên bản về hành vi chạy ngược chiều trên đường một chiều. Với hành vi này thì tài xế sẽ bị phạt
tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo có thể xem xét cho tiểu học mầm non nghỉ nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục. Nếu bắt buộc đi học thì cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc là điều chỉnh thời gian học phù hợp. Cục Quản lý Môi trường Y tế cho biết là một số tỉnh, thành đã bị ô nhiễm không khí có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Cơ quan này khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố để thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe phù hợp như là đeo khẩu trang, thường xuyên dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm rạ. Thưa quý vị, cuối tuần này một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống nước ta gây rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao đề phòng băng giá, mưa tuyết. Dự báo từ đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 9 độ C. Vùng núi cao có nơi 0 độ C, dễ xảy ra băng giá, mưa tuyết. Từ ngày 21 tháng 1, Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn đề nghị các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến rét đậm rét hại để chủ động phòng tránh, tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín. Phòng chống rét cho các đàn vật nuôi và cây trồng. Thông báo hướng dẫn cho khách du lịch, cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt. Theo dõi diễn biến gió mạnh trên biển, thông báo cho tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh. Thời gian gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận một số trẻ em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các quầy tạp hóa gần nhà hay là trước cổng trường. Mới đây nhất, có hai trẻ bị co giật, nôn, sùi bọt mép phải nhập viện cấp cứu và hiện hai bé đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải thở bằng máy. Theo các y bác sĩ của Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai cháu nhỏ tại xã Xuân Sinh của huyện Thọ Xuân đã nhập viện vào chiều tối ngày 14 tháng 1 trong tình trạng ý thức hôn mê sâu và nhịp tim rối loạn. Được biết rằng hai cháu này đã ăn các loại thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại ở gần nhà và dẫn đến tình trạng nguy kịch như hiện nay. Lúc đi làm thì cũng cho hai cháu số tiền 10.000 đi, hai cháu đi mua bánh kẹo ăn. Thì nghe được tin là bảo là cháu ở nhà nôn. Rồi bé đưa cháu đi bệnh viện, trông chờ vào phép màu thôi. Thế từ hai cháu thì vẫn đang còn tình trạng cấp cứu và nặng. Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ cho biết là do ngộ độc cấp dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan, chủ yếu là thần kinh, tim mạch. Việc điều trị rất khó khăn khi chưa rõ nguồn gây độc cho bệnh nhi. Hiện tại, hai cháu nhỏ này đang trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, suy thận, lọc máu liên tục, hồi sức tích cực, điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Lúc vào viện là tình trạng đã nguy kịch ngay từ đầu và trong những quá trình điều trị diễn biến rất là nặng nề và tiến triển càng nguy kịch hơn. Tuy nhiên sau 2 ngày điều trị tích cực thì bệnh nhân có những biểu hiện tình trạng khá hơn và chúng tôi vẫn tiếp tục đầu mối và lên xin hỗ trợ từ tuyến trên. Bởi tình trạng bệnh nhân này rất là nặng, không thể di chuyển ở trên đường được. Tối đa tối ưu hóa cái việc điều trị để đảm bảo an toàn người bệnh và cứu sống bệnh nhân. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai và đang chờ kết quả. Càng về thời điểm cuối năm thì nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng gia tăng. Cũng vì thế mà tình hình kinh doanh buôn bán đưa thực phẩm bẩn ra thị trường tiêu thụ càng diễn biến phức tạp. Sau nhiều ngày đêm trinh sát tại một số nhà hàng và các xưởng sản xuất xúc xích tại địa bàn thành phố Hà Nội, các cán bộ thuộc đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một kho mỡ bẩn ở ngoại thành. Địa điểm là tại thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Bên trong kho lạnh này chất đầy nội tạng và mỡ động vật. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định số hàng đông lạnh trong kho cũng chỉ là thứ bỏ đi vì vi phạm đủ thứ quy định về an toàn thực phẩm. Lô mỡ động vật được coi là lô hàng 30, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ và điều quan trọng nhất là không được kiểm dịch bởi cơ quan thú y. Vì vậy, có mang mầm bệnh hay không thì chẳng ai biết được. Quý vị nghĩ sao nếu toàn bộ số mỡ bẩn ở đây được sử dụng làm thực phẩm cho con người? Vì theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, toàn bộ số mỡ bò sau khi thu gom về cơ sở này sẽ được phân phối tiêu thụ đến một số nhà hàng, quán ăn, thậm chí là cơ sở sản xuất xúc xích trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Chỉ sau vài phút mở kho lạnh, số mỡ động vật đã rã đông, chảy nước và lập tức mùi hôi đặc trưng bốc lên,
khiến các cán bộ kiểm tra càng không thể yên tâm về chất lượng. Vậy mà chủ cơ sở chẳng bận tâm đến. Sau một hồi vòng vo, chối cãi, chỉ bán hàng cho mục đích chế biến thức ăn chăn nuôi, chủ cơ sở mới chịu thừa nhận, ghi vào biên bản, bán mỡ và nội tạng ra thị trường với mục đích sử dụng làm thực phẩm. Có thể nói đây là một cái cơ sở kinh doanh mỡ động vật tương đối lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù ngày hôm nay tổ công tác chỉ phát hiện một lượng là hơn 6 tấn, thế tuy nhiên là trong quá trình trinh sát thì phát hiện là cái lượng hàng hóa là được luân chuyển liên tục. Vì không đủ điều kiện tiêu thụ, khoảng 6 tấn mỡ bò đã bị thu giữ để đem đi tiêu hủy. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh quán ăn, nhà hàng và cơ sở chế biến xúc xích nào đã tiêu thụ số mỡ bẩn kể trên để cảnh báo với người tiêu dùng. Đường dây nóng của chúng tôi thì đã nhận được phản ánh của người dân ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về những băn khoăn có liên quan đến dự án hỗ trợ châu bò cho các gia đình khó khăn tại địa phương phát triển kinh tế thoát nghèo với giá trị là 20 triệu đồng mỗi con. Tuy nhiên, nhiều bà con từ chối không nhận bởi theo họ chính quyền xã bàn giao châu bò không như cam kết ban đầu. Và sau đây là tìm hiểu của phóng viên chúng tôi. Nhận châu cách đây gần một tuần, châu kém ăn xuất hiện tượng đau mắt. Con châu bên kia là người ta giả 20 triệu, 20 triệu so với con này thì con này 10 triệu thì nó là giá nó quá cao. Kiểu nó bị đau mắt nó sao ruồi nó bấu suốt. Nhà bà này thì nhận con bò này cách đây 5 ngày, bò được chính quyền xã nói gần 20 triệu đồng, nặng 1 tạ rưỡi. Con bò nhà bà kể từ khi về cũng có dấu hiệu không ăn. Bà cho biết nhiều con bò của các gia đình khác cũng bị ốm. Cho bò thì cho thoát nghèo năm nay đấy, thoát hết toàn bộ dầu rồi đấy. Với về thì ai cũng bảo là bé như thế này thì không bao giờ nuôi được, lớn để bán. Đây chính là một trong số những con bò giống được đưa về với người dân, với ý nghĩa quan trọng nhất là giúp cho bà con ở đây có thể thoát nghèo vào năm sau. Thế nhưng ở thời điểm này lại đang có rất nhiều những băn khoăn, thậm chí nghi ngờ của chính những bà con ở đây về giá trị kinh tế thực của những con trâu và bò giống này. Và đặc biệt là tình trạng của chúng thì rất khó để giúp cho người dân có thể chăm sóc cũng như đảm bảo cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Xã Hợp Tiến chủ yếu đồng bào dân tộc Dao, một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Theo phản ánh người dân, cách đây 4 tháng, họ được trưởng xóm thông báo sẽ nhận hỗ trợ một con trâu hoặc bò để phát triển kinh tế. Mỗi con trâu bò sẽ có giá trị 20 triệu đồng. Thế nhưng bà con cho biết, trung bình mỗi con trâu bò chỉ nặng từ 1 tạ rưỡi đến 1 tạ 9. Con trâu nó không đối ứng được mấy giá của dân. Chúng tôi đi mua con trâu nó to hơn đấy, nó không phải bằng đấy mà bằng đấy tiền. Thì tôi không thể nào lấy được. Xã và cũng chỉ nói chung chung là cái con trâu của dự án nó phải qua đấu thầu. Vì này nó như thế thì nó con trâu của dự án nó chỉ có như thế thôi. Để có thông tin về giá trâu bò giống trên thị trường, nhóm phóng viên tìm đến một địa chỉ chuyên cung cấp trâu bò giống tại địa phương. Tính ở đây bán thực tế như con này là 14 triệu mua 13 triệu. Nó to bằng cái này thì thực tế rồi, nó chắc là tầm độ 2 tạ 2. Tức là trâu bò giờ giá ngang nhau. Trâu bò giá bằng nhau luôn. Theo tìm hiểu của phóng viên, những con trâu bò hỗ trợ cho người dân thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, sử dụng ngân sách trung ương cấp về cho các xã. Dự án có kinh phí trên 700 triệu đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư mới cho phép đăng kiểm 19 trường hợp cải tạo ô tô mà không cần lập hồ sơ thiết kế. Các trường hợp thay đổi kiểu dáng, một số chi tiết trên thân vỏ cũng sẽ được thực hiện đăng kiểm. Đây được coi là tin vui với nhiều chủ phương tiện, giúp đơn giản hóa các thủ tục trong cải tạo xe. Chủ xe có thể thay đổi, cải tạo một số chi tiết trên xe mà không cần lo lắng về thủ tục đăng kiểm như trước đây. Phản ánh của phóng viên Chuyển động 24 giờ tại một số trung tâm đăng kiểm trước ngày thông tư có hiệu lực. Đèn chiếu sáng đã xuống cấp. Dù rất buồn thay nhưng anh Tiến ngại gặp khó khi đăng kiểm. Bài toán sắp có lời giải. Khi thông tư 43/2023 chuẩn bị được áp dụng, các trường hợp ô tô thay cụm đèn chiếu sáng phía trước hoặc thay thế bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương được phép đăng kiểm. Thông tư này nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cái bác tài mà đi dòng xe cũ để có cơ hội để mà đầu tiên là có thể là thay thế những đèn chiếu sáng cho phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn quy định hiện hành, tránh được cái tình trạng mà
do mình đầu tiên là mình thay vào, nhưng mà đến ngày đăng kiểm thì lại phải quay trở lại để làm lại khắc phục như ban đầu. Chẳng còn phải tìm cách đối phó. Với những người thích làm đẹp xe, thông tư mới giúp họ không cần lo lắng. Dù trước đây thay đổi mặt ga lăng như thế này được coi là lỗi đăng kiểm. Cái thông tư mới độ ga lăng hay là độ đèn các thứ thì nó cũng là một tin rất là vui trong những ngày cận Tết. Thông tư 43 đúng là cái món quà cho những cái người mà thích thay đổi xe mình một chút. Họ lắp thêm bậc lên xuống, được lắp thêm giá nóc, cánh lướt gió ở đằng sau để trang trí xe. Rồi một số những cái mà trang trí ốp đèn cũng biết, mà trang trí bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến nhận dạng và kích thước của xe. Ngày xưa là không được, thì bây giờ là đã được làm. Nhưng không phải xe nào tự cải tạo cũng được cấp giấy chứng nhận tương tự xe thông thường. Vì theo quy định sản phẩm được thay thế, trang trí phải có giấy tờ hợp quy, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để trình báo cơ quan chức năng. Việc cải tạo kiểu dáng phải tuân thủ theo đúng quy định của thông tư mới. Lắp đặt mà không chắc hoặc là nó có khả năng nó bị rơi ra hoặc là nó bị hỏng để ảnh hưởng đến các thì không được. Nghĩa là đã lắp thì phải lắp chuẩn, lắp chắc chắn, lắp đúng như theo cái tiêu chuẩn của hãng cho phép và không làm thay đổi để nhận dạng kích thước bao của xe. Chúng tôi kiểm tra thấy đấy là an toàn, chắc chắn là chúng tôi chấp nhận. 19 trường hợp cải tạo ô tô mà không cần lập hồ sơ thiết kế được áp dụng trong thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải sắp có hiệu lực, không chỉ gỡ khó cho các chủ xe, doanh nghiệp vận tải khi đi đăng kiểm, mà còn giúp người dân chủ động tuân thủ các quy định khi có nhu cầu nâng cấp, thay đổi chi tiết của phương tiện. Một cơn bão đã càn quét miền Tây Australia và khiến cho hàng ngàn hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện. Cơn bão nhiệt đới này đã gây ra mưa đá, làm tốc mái và phá hủy tài sản của các căn nhà dọc khu vực từ Perth Hill tới Whitwell. Ước tính đã có hơn 34.000 hộ cư dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ cơn bão. Hiện khu vực này cũng đang trải qua một đợt sóng nhiệt với nhiệt độ được ghi nhận hôm qua lên tới 41 độ C. Trong khi các nhà chức trách đang cố gắng khắc phục sự cố về năng lượng, một cơn bão khác đang được dự báo là sẽ tiến vào khu vực ngoài khơi phía bắc Australia trong vài ngày tới. Nhiều trường học tại Anh ngày hôm qua đã phải đóng cửa do thời tiết giá rét. Hơn 100 trường học tại Scotland và 30 trường học tại vùng England đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ Bắc Cực tràn vào nước này từ phía Bắc. Nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng đang bao trùm khắp nước Anh. Cơ quan khí tượng Anh đã phải ban bố cảnh báo vàng về tuyết và băng tại Scotland, Bắc Ireland và một số khu vực thuộc các vùng England và Wales. Trong khi đó, cơ quan an ninh y tế Anh đang duy trì cảnh báo y tế đến giữa trưa ngày 19 tháng 1. Cho rằng nhiệt độ xuống thấp trong tuần này có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và nhiễm khuẩn đường hô hấp, đặc biệt đối với người trên 65 tuổi hoặc những người có bệnh lý nền. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA thông báo tàu đổ bộ mặt trăng Peregrine do công ty tư nhân Astrobotics phát triển thì đang quay trở lại trái đất và sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển. NASA đánh giá đây là giải pháp tốt nhất để kết thúc dự án sứ mệnh 1 của Peregrine một cách an toàn và có trách nhiệm vì sẽ không để lại rác vũ trụ trong vùng không gian quanh trái đất. Tàu Peregrine được phóng lên vũ trụ từ ngày 8 tháng 1, tuy nhiên ngay sau đó bị tách khỏi tên lửa, gặp sự cố về lực đẩy và bị thất thoát nhiên liệu, khiến tàu không thể hạ cánh êm trên mặt trăng. Astrobotic Technology đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên có tàu đổ bộ đáp thành công xuống mặt trăng. Qua đó cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm Mỹ trở lại bề mặt mặt trăng. Sáng nay, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố GDP quý 4 và cả năm 2023. Theo đó, năm 2023, GDP nền kinh tế số 2 thế giới đã vượt mục tiêu đề ra và cao hơn đáng kể so với các nền kinh tế lớn. Thông tin chi tiết từ các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 đạt hơn 126.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 17.520 tỷ đô la Mỹ. GDP năm 2023 tăng 5,2%, cao hơn mục tiêu đề ra khoảng 5%, được Cục Thống kê Quốc gia nhận định là nhờ một loạt chính sách kích thích tiêu dùng, miễn giảm thuế doanh nghiệp, hạ lãi suất, bơm tiền cho nền kinh tế. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, nền kinh tế Trung Quốc đi đúng hướng, Trung Quốc theo đuổi tăng trưởng bền vững, chất lượng cao, tránh kích thích ngắn hạn bằng cách sử dụng nợ. So với các nhận định của các chuyên gia phương Tây, thì phần nhiều chuyên gia Trung Quốc lạc quan hơn khi dự báo GDP năm 2024 của nền kinh tế Trung Quốc sẽ từ bằng tới cao hơn năm 2023. Bởi chuyên gia nhận định Trung Quốc vẫn còn nhiều cơ hội để đẩy mạnh hỗ trợ chính sách tài khóa và tiền tệ trong năm 2024 vì mức nợ của chính phủ trung ương không cao và lạm phát tiêu dùng thấp.
Kết quả năm 2023 là một nỗ lực lớn của Trung Quốc, nhưng đứng trước nhiều khó khăn chung của thế giới. Năm 2024, nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo GDP nền kinh tế số 2 thế giới sẽ tăng trưởng chậm hơn năm 2023. Để cải thiện tốc độ tăng trưởng, nhiều chuyên gia kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ triển khai các giải pháp kích thích kinh tế mạnh hơn nữa, nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa để hỗ trợ cho xuất khẩu và lĩnh vực bất động sản. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tết này đã có người yêu chưa? Đây chắc là một trong những câu hỏi khiến cho nhiều người trẻ độc thân cảm thấy ngại nhất mỗi khi mà gặp mặt họ hàng vào dịp Tết đến xuân về. Nhưng tìm một người để mà kết hôn thì không phải là câu chuyện dễ dàng. Tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, mỗi dịp cận Tết lại có một sự kiện vũ hội hóa trang dành cho những người độc thân tại đây. Họ tham gia với hy vọng là sẽ may mắn tìm được một nửa của mình. Trong tiếng nhạc jazz êm dịu tại một quán bar hạng sang ở Thượng Hải, hơn 80 người đeo mặt nạ đang tham dự một buổi vũ hội riêng tư. Họ đều là những người đã tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu. Tất cả đều chưa đến 35 tuổi. Và quan trọng là đều đang độc thân và muốn tìm kiếm một nửa của đời mình. Anh Victor Lee, 32 tuổi, đã tham dự rất nhiều những sự kiện độc thân như thế này với hy vọng sẽ sớm tìm được một người bạn gái và tiến tới hôn nhân. Nhưng giống như rất nhiều người trẻ khác ở Trung Quốc, gánh nặng cơm áo gạo tiền trong thời buổi kinh tế bấp bênh khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc kết đôi. Để tổ chức đám cưới tốn rất nhiều tiền, đặc biệt ở một thành phố lớn như Thượng Hải. Cưới nhau rồi thì phải có nhà để ở nữa. Thời nay phụ nữ chẳng ai còn muốn lấy chồng xong lại phải đi thuê nhà, nên có rất nhiều áp lực tài chính đến cùng việc yêu đương và lập gia đình. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm lại. Ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân do triển vọng việc làm kém và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao kỷ lục và niềm tin của người tiêu dùng thấp, dẫn đến số lượng đăng ký kết hôn sụt giảm vào năm 2022. Tại Trung Quốc, những người phụ nữ là mẹ đơn thân lại không được nhận những trợ cấp xã hội và quyền lợi nuôi con, nên tỷ lệ kết hôn giảm đồng nghĩa với việc tỷ lệ sinh con cũng giảm. Tôi nghĩ khoảng thời gian từ 30 đến 35 tuổi là lúc áp lực bắt đầu tăng lên. Nhưng theo quan sát của tôi, những người trên 35 tuổi dường như có tâm lý buông xuôi. Họ từ bỏ ý định kết hôn, họ có thể cảm thấy cuộc sống độc thân cũng khá tốt và tìm được sự cân bằng. Theo các nhà xã hội học, xu thế này đang thay đổi cả cách nhìn của người trẻ Trung Quốc về hôn nhân. Những thay đổi trong hệ thống hôn nhân, gia đình có thể thay đổi định nghĩa của cả một thế hệ và việc thế nào là một gia đình. Khi chúng ta thấy những thay đổi trong hôn nhân Trung Quốc, câu hỏi đặt ra là sự thay đổi đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu trong tương lai. Các chính quyền địa phương tại Trung Quốc đang đưa ra rất nhiều các chính sách hỗ trợ người trẻ kết hôn và sinh con, ví dụ như miễn giảm một số loại thuế, trợ giá nhà ở, cũng như thưởng tiền mặt cho các cặp đôi nếu như cô dâu từ 25 tuổi trở xuống. Leo núi đang ngày càng trở thành một hoạt động thể dục thể thao được nhiều bạn trẻ tham gia. Khi mà tham gia bộ môn này, người chơi không chỉ được rèn luyện sức khỏe, được trải nghiệm cảm giác chinh phục chính bản thân mình. Thế nhưng quý vị nghĩ sao khi mà có một em bé chỉ mới 4 tuổi đã cùng với bố mẹ của mình chinh phục hai trong số những ngọn núi cao nhất Việt Nam? Em tên là Minh Trung tại Hà Nội, một cậu bé rất đáng yêu và chúng ta hãy cùng gặp gỡ em ngay sau đây. 3 tuổi cùng bố mẹ chinh phục ngọn núi Côn Sơn cao hơn 200m ở Chí Linh, Hải Dương. 4 tuổi chinh phục thành công ngọn núi Lão Thần 2680m và đỉnh Lung Cúng 2913m. Con đang đi đầu tiên ạ. Nhanh nhẹn, thông minh và không ngại khó khăn. Bạn ấy gây bất ngờ cho tất cả mọi người, kể cả ba mẹ, vì bạn ấy leo nhanh hơn, khỏe hơn. Đó là Minh Trung, em bé 4 tuổi đam mê chinh phục những ngọn núi cao tại Việt Nam. Là một cậu bé đam mê vận động, Minh Trung thường xuyên được bố mẹ tạo điều kiện tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngay từ khi còn rất nhỏ. Đặc biệt, trong tháng 11 và tháng 12 vừa qua, Minh Trung đã cùng bố mẹ tham gia chinh phục 2 trong số 10 ngọn núi cao nhất tại Việt Nam. Ở trên đỉnh núi. Bạn ấy cũng đã biết trước là núi như thế nào, phải ngủ đêm ở đâu. Cả chặng đường hào hứng đi trước rồi, ba mẹ ơi, con đi trước này, ba mẹ cố lên. Leo núi với người lớn đã không phải là điều đơn giản. Còn với cậu bé mới chỉ 4 tuổi, em có những thử thách của riêng mình.
Trời thì mưa, thế là mẹ mới nghĩ cũng thôi. Mưa thế này thì sáng ngày mai từ lán lên đến đỉnh có khi là mình phải bỏ cuộc. Thì mẹ mới gọi Min ơi, hay là ở lại, vì mẹ thấy rất là mưa. Thì Min trong lúc này ngủ mà không, con phải lên đỉnh cơ mà. Thế là mặc áo mưa, đeo đèn pin ở trên đầu và cầm gậy đi cùng tất cả mọi người lên đến đỉnh. Đúng rồi, con phải mặc áo mưa của người lớn. Để có thể đảm bảo được thể lực trong suốt hành trình leo núi gian nan như vậy, hàng ngày Minh Trung được bố mẹ cho tham gia rèn luyện thể lực như bơi lội, leo cầu thang, chạy bộ hay luyện tập xe thăng bằng. Ở đây chủ yếu là huy chương của Min. Khi mà bạn được một cái huy chương hoặc một cái cúp thì bạn sẽ nhận thấy rằng đấy là cái nỗ lực của bản thân và bạn rất là vui và tự tin hơn vào cái khả năng của bản thân mình. Trong tương lai, Minh Trung sẽ cùng bố mẹ chinh phục thêm những ngọn núi cao hơn. Những trải nghiệm thú vị ở những năm tháng đầu đời sẽ là hành trang quý giá trong hành trình lớn khôn của cậu bé đáng yêu này. Cảm giác leo qua những khó khăn để lên đến đỉnh Vinh Quang thì có lẽ là những người leo núi kiên trì và quyết tâm sẽ hiểu được rõ nhất. Nhưng cũng xin được lưu ý là bé Min đã được bố mẹ rèn luyện thể lực từ trước cho hành trình leo núi của mình. Và mong rằng đây sẽ là câu chuyện có thể truyền cảm hứng đến các bậc phụ huynh về cách nuôi dạy con và sự quyết tâm để đạt được mục tiêu của mình đã đề ra.